làm với tỉnh không à? Dạ. Coi như là coi mấy cái hội chợ ở tỉnh rồi mấy cái event ở tỉnh không? Anh có ở Sài Gòn. Dạ. À, anh chỉ làm nghệ thuật thôi. Dạ. À, anh chỉ làm nghệ thuật thôi, không làm cái gì ngoài nghệ thuật hết. Dạ. À, chỉ đi hát rồi quay phim rồi viết kịch bản. Dạ. Rồi quay phim như thôi. Dạ. Tại game show không có mời thì không có làm. Tại game show không có mời thì không có làm. Sau đây anh cũng xin chúc cho tất cả quý khán giả từng yêu mến anh hướng mùa xuân năm tới tràn đầy.